Corel cung cấp cho các bạn là một loạt các cái công cụ để tạo hiệu ứng như là hôm trước chúng ta đã nói, bao gồm là transparency này và các cái nhóm drop shadow, contour, blend, distort, envelope và hue. Cái này thì được gọi là các cái công cụ để tạo hiệu ứng. Tuy nhiên hiệu ứng ở trong Corel nó không chỉ dừng lại đó, nó còn có một số thứ nữa mà chúng ta cũng cần phải nắm được. Đấy, và cái này thì nó lại không gọi là công cụ mà nó nằm ở trong lệnh cơ, nó nằm trong menu. Thì nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong menu effect. Và chúng ta cũng gặp lại một số thứ mà chúng ta đã từng nói ở công cụ. Ví dụ như là blend này, contour này, envelope này, distill này, extrude này. Thì đấy là những thứ mà chúng ta đã gặp đó ở trong công cụ chúng ta đã nói. Nhưng mà ví dụ chúng ta có lens này hay là chúng ta có bevel này thì cái đấy nó lại không nằm ở trong công cụ. Thì nó giúp chúng ta làm cái gì? Thì đây chúng ta sẽ giới thiệu luôn mấy cái này. Đầu tiên chúng ta làm quen với bevel. Bevel thì vừa nãy ở cái phần mà làm blend, cũng như hôm trước mà chúng ta đã nói về contour, thì chúng ta đã mô phỏng một phần về cái lệnh làm bevel rồi. Đây ví dụ như là tôi muốn làm một cái gì đó nổi lên, đúng không? Cho nó có độ lớn lên như thế này. Tôi có thể làm sao đây? Làm bằng blend chẳng hạn. Đây. Như thế này có đại loại như thế này thì có gọi là, nó vừa là gọi là hòa màu cũng được, mà nó gọi là làm bevel cũng được. Đó, đây là rõ ràng là nó có cái độ trông dày lên. Tất nhiên thường là chúng ta sẽ làm theo cái kiểu là gì đấy ạ? Cái đối tượng ở dưới thì nên để màu sẫm, đối tượng ở trên thì để màu sáng thì nó sẽ dễ nhìn hơn. Đấy thì trông nó sẽ có cảm giác là làm dày lên. Tuy nhiên đây thì nó vẫn không gọi là chính thống. Chính thống của Corel nó làm thế này cơ. Này, bây giờ chúng ta xem. Nó làm giống như kiểu chạm khắc nổi lên. Thì Corel nó cung cấp cho chúng ta cái cách làm như sau. Chọn cái đối tượng muốn làm nổi lên, muốn làm theo kiểu chạm khắc nổi. Sau đó thì chúng ta vào trong menu effect, vào lệnh bevel này. Các bạn sẽ thấy một cái panel nó mở ra có cùng tên và nó cho các bạn hai cái tùy chọn. Đấy. Bây giờ các bạn xem ở cái phần này. Ví dụ như phần distance này. Tôi nhập apply nhá, xem nó ra cái gì. Là lấy nhé, một cái màu vàng đi, ví dụ này. Ở đây chúng ta có mấy cái tùy chọn này, Sharp S và Emboss. Đấy, đầu tiên chúng ta nói về cái Sharp S này, làm mềm, làm nhẵn cái biên này. Đây. Đây các bạn nhìn đây này, đây là cái hiệu ứng mà chúng ta có thể áp dụng cho đối tượng. Đấy, ở phần này tôi sử dụng cái tham số ở phần distance, ví dụ đây là 10, bây giờ cho nó còn một nửa đến 5 này. Đây, làm lại 5 nha. Đấy ạ. 2. Ví dụ đây, các bạn nhìn thấy là chúng ta có thể làm một cái gì đó vát cạnh lên phía trên, làm gây ra cái cảm giác là làm nổi lên. Thực ra thì cái này chúng ta làm bằng contour, chắc chắn chúng ta làm nó cũng ra gần giống thế này. Hoặc kể cả blend, nếu như chúng ta có những cái đối tượng mà đồng tâm đồng dạng, chúng ta cũng có thể làm ra cái như thế này. Đó.
Thế còn to center là cái gì? To center, to center là nó sẽ làm cho sâu vào đến tận khi nào mà nó không thể nào làm sâu nữa, tức là cái quát nó rất là dốc, nó giống như là cái mái nhà chéo ấy, đúng không? Đấy. Thì nó phải 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 chạm nhau ở giữa, vào tâm đối tượng hay vào tâm chữ. Đấy thì cái này thì nó cũng không khác gì cái, tức là nhìn 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 thoáng qua chúng ta sẽ thấy là nó rất giống cái công tua ở cái chế độ là gì đấy, inside và chế độ là to center. Đấy. Thế đây là một dạng. Còn một dạng thứ hai nữa là cái gì? Đây, chúng ta cùng nhau xem. Trường hợp thứ hai không thì chúng ta sẽ thay đổi cái phần style này, thay vì chọn là sharp S thì chúng ta sẽ có một cái lệnh là emboss. Emboss này thì nó sẽ giúp chúng ta làm cái gì? Đây, làm nổi lên dạng này. Trông nổi lên kiểu này. Đấy, và nếu như mà chúng ta muốn mô phỏng một cái gì đó trông cho nó giống như là chạm khắc thì đây, chúng ta nên để nó ở trên một cái nền mà nó có cái tính chất thì đây, đồng màu đồng dạng với lại cái background. Đó, background màu gì thì cái này màu đó, thì chúng ta sẽ gây ra một cảm giác là nó hơi nổi lên như thế này. Thực ra thì trước đây thì người ta làm cái này làm bằng kiểu mẹo. Đấy, làm bằng kiểu mẹo để người ta tạo ra cái ảo giác về cái này. Nhưng bây giờ thì nó đưa vào thành một cái lệnh, nó đưa vào thành một hiệu ứng có công cụ để mà giúp chúng ta gia giảm các tham số này. À, ví dụ như ở đây tôi có thể gia giảm cái direction này. Đấy thì chúng ta sẽ thấy là chiều sáng thay đổi thì cái bóng, cái chỗ sáng, cái chỗ khuất sáng vân vân nó thay đổi, thì chúng ta có thể kéo các con trượt này để chúng ta gia giảm nó. Thế còn trước đây nếu mà làm thủ công thì có làm được không? Làm được, làm rất dễ. Này, bây giờ chúng ta xem thử cái cách thức làm như sau. Ví dụ như này, các bạn quan sát cách làm để hình dung ra về cái quy tắc làm của nó thôi. Đây, ví dụ tôi có một đối tượng như thế này. Bây giờ tôi sẽ tạo ra ba cái đối tượng giống hệt nhau. Một đối tượng là màu gốc, một đối tượng là màu tối và một đối tượng là màu sáng. Ví dụ đây là màu tối này. Tối thì nó sẽ nằm dưới cùng, đúng không? Bây giờ tôi nhấc cái này lên, tôi nhân bản một chút và tôi sẽ cho nó một cái màu, ví dụ như là màu ghi đi. Đấy. À, màu sáng đi, màu sáng đi. Sau đó thì tôi lại nhân bản một cái nữa, đặt hơi lệch một chút. Bây giờ cái này là màu ghi đi. Đấy. Và tôi tạo ra một cái nền có màu giống màu này. Vấn đề là ở đây chúng ta thấy là nó sẽ mô phỏng về sáng tối, lại quay trở lại cái bài giống như bài cái khiên hôm trước, đúng không? À, chiều nào bắt sáng, chiều nào bắt tối. Đấy, thì bây giờ chúng ta chỉ việc là gì đây? Điều chỉnh cái này làm sao cho nó lệch, mỗi thứ lệch đi một tí. Tối lệch một chiều, sáng lệch một chiều, cái kia nằm im một chỗ. Đây, ví dụ như thế này. Thì các bạn thấy có đúng là nó đang tạo ra một cái cảm giác ảo giác là chạm khắc và làm cho nó nổi lên không ạ? Thì bản chất nó chẳng qua là gì đấy, có ba cái đối tượng thế này thôi. Một đối tượng giống màu nền, một đối tượng là màu sáng để mô phỏng gì đấy ạ? Cái phần bắt sáng, và một cái đối tượng là màu tối, mô phỏng cái phần bắt tối. Đấy, làm thủ công chúng ta làm được. Nhưng mà với cái công cụ này thì chúng ta làm nhanh hơn, chúng ta có thể là can thiệp được vào và tùy biến nó dễ hơn là chúng ta làm thủ công. Tại vì làm thủ công khi chúng ta muốn đổi chiều là chúng ta phải đổi chiều hai cái, cả sáng cả tối thì nó mới ra được cái đổi chiều. Đấy, thế còn cái này chúng ta kéo con trượt một cái, nhấp lệnh apply là chúng ta có thể giải quyết xong được ngay cái phần emboss này, thì nó tương đối là nhanh. Đấy, nhưng mà về mặt lý luận thì nó chỉ là như thế thôi. Có ba đối tượng gốc và một đối tượng gì đấy ạ, nền. Trong đó một đối tượng mô phỏng sáng, một đối tượng mô phỏng tối, một đối tượng là đối tượng gốc và một cái nền giống màu gốc. Thế là chúng ta có thể tạo ra được cái cảm giác về cái hiệu ứng giống như là chạm khắc nổi. Thì đấy là cái hiệu ứng ở trong menu effect, và lệnh này gọi là bevel. Nhưng trong đó nó chia ra cho chúng ta làm hai thứ, một là gì đấy ạ, sharp edge và hai là emboss.